Báo cáo anh em, Thái Bảo lại tiếp tục về APV mang màu vàng cát, biển số 20A13132, biển Tiến các bạn nhé, 3132 đấy, biển cực kỳ dễ nhớ luôn. Chiếc xe này thì sinh năm 2006 và đang được chào với giá 145 tỏi. Bây giờ tôi sẽ review qua phần ngoại thất cũng như là phần nội thất của chiếc xe. Anh em cùng chú ý quan tâm và có thể vào việc thì liên hệ ngay với Mít Thái qua hotline 0978 565 3 con áp, gặp Mít Thái hoặc đến đối diện bệnh viện Đa khoa Mới Lạng Sơn để được xem xe trực tiếp. Qua review này thì tôi cũng đã nhận được rất nhiều ý kiến của khán kính giả về cái review của bên Thái Bảo, cũng rất là chân thực, chi tiết và cũng không cắt ghép. Và ngày hôm nay tôi tiếp tục cuộc hành trình đến với quý vị và các bạn chiếc APV đời 2006, mâm đúc mạ chrome. Đấy, các bạn nhìn này, cua lốp này vẫn đẹp nhá. Đấy, không cắt ghép, anh em nhìn này chuẩn luôn. Màu sơn thì màu vàng cát, màu này dành cho anh em quý tộc hoặc là những cái mệnh mà hợp với phong thủy của mình. Phần ngoại quan bên phụ thì tôi đánh giá em này thì nếu như mà tương quan về khách quan cũng như là chủ quan thì kho này khả năng đâu đó được khoảng loanh quanh 9 điểm đấy. Xe rất là đẹp. Trước khi vào phần nội thất thì anh em cùng chiêm ngưỡng một vòng chiếc xe. Và đây là phần phía sau các bạn nhé. Và đây là chúng tôi đang review sang bên tài của chiếc xe. Đấy, anh em nhìn này. Cái dòng APV này thì chở người thì được cả 8, thế nhưng mà được phép chở 9. Nó hay ở cái chỗ đấy và không có niên hạn sử dụng. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng đã dán phim 3M cách nhiệt rồi. Tất cả đã được dán rồi. Đấy. Thì bây giờ chúng ta cùng chiêm ngưỡng cái phần nội thất, xem cái giá trị của con này như đầu video tôi đã nói là đâu đó loanh quanh ngoài 1 đồng. Keo chỉ thì các bạn nhìn nhé. Cửa kính lên xuống bằng điện. Ghế thì đã được bọc da và xe rất là đẹp này. Thế anh em nhìn này. Những con ốc ổ khóa bản lề cửa này vẫn zin cho xe nhé. Xe thì đã được trang bị màn hình Android 9 inch cảm ứng, cái oánh này tanh tách luôn. Đi được đâu đó là ngoài 7 vạn, ngoài 7, đúng rồi, ngoài 7 vạn. Tất cả cái bảng điều khiển hiển thị trung tâm thì vẫn đầy đủ các chức năng báo phanh tay, bình sạc, vân vân và vân vân, xăng dầu nhớt, điều hòa, AC, quạt gió đây. Cái màn hình này tôi rất là chi mừng vì ngoài ra thì còn có cả cam lùi nữa. Đấy, có thể là đấy, không gian cam lùi thì anh em lại vừa xin lỗi các bạn là không có tín hiệu khả năng rắc lỏng, nhưng mà có cả đấy này giám sát hành trình nhá. Cam lùi chúng tôi sẽ chỉnh chọt sau, cam kết với khách hàng. Có giám sát hành trình và camera lùi, màn hình 9 inch sử dụng hệ điều hành Android. Trần thì cũng đã được bọc 5D rồi. Dàn điều hòa 2 chiều, nóng và lạnh, độc lập. Máy thì em úi rồi ôi. Anh em nhìn máy khô đét luôn, nét lên đẹp luôn. Em sẽ để nổ thử cho anh em xem nhé. Quay được đích thôi. Động cơ sau khi đóng máy thì anh em review yên tâm rồi nhé. Đấy, đấy là phần động cơ. Đây là phần ghế thương gia, anh em nhìn khá là đẹp. Rất là đẹp. Em cũng quay chi tiết tỉ mỉ từng góc quay một để anh em cùng cảm nhận, mang tính chất khách quan.
Nếu như mà chung kết thì vẫn cứ phải đến xem xe trực tiếp. Quảng cáo chỉ là quảng cáo, anh em cũng tin chúng tôi 1-2 phần thôi. Tôi rất muốn là anh em đến xem xe trực tiếp, hoặc là nếu mà đã tin tưởng rồi thì em có thể là cam kết với anh chị là giao xe tận nơi, dù là Sài Gòn, Bắc Ninh, Bắc Giang thì anh em vẫn ship tận nơi cho. Ok chưa? Đấy là anh em tin thôi. Đấy, xe rất đẹp nhé. Ngoài ra thì xe được trang bị hai bóng nháy kiểu đèn chớp của máy bay ấy. Hôm nay đi đêm thì uy tín luôn. Đấy. Xin nhắc lại với quý vị và bạn, vừa rồi Mít Thái đã review chiếc APV đời 2006 mang màu vàng cát, xe còn khá là đẹp. Đấy. Thì được trang bị màn hình Android 9 inch, cam lùi, giám sát hành trình, và chúng tôi cũng đang chào với giá rất là yêu thương. Anh em quan tâm thì có thể là gặp Mít Thái ở số điện thoại đầu chương trình thôi. Còn bây giờ Mít Thái xin chào các bạn và quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những chiếc xe mới nhất về với ô tô Thái Bảo.